Thưa quý vị, những năm qua, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Cũng chính từ đó đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của lực lượng thanh niên xung phong, xây dựng tổ chức hội trở thành mái nhà chung, ấm nghĩa tình đồng đội. Bà Trần Thị Hoàng là cựu thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ở tuổi 84, hoàn cảnh khó khăn, bà Hoàng cũng hay đau ốm. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, các cấp, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội Cựu Thanh niên Xung phong của thành phố, địa phương, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Hoàng vượt lên hoàn cảnh. Năm hàng quý thì thường thường là các đồng chí lãnh đạo đến nhà thăm và đồng thời là có quà, hôm thì cho bánh, hôm thì cho thuốc, hôm thì cho tiền, hôm thì cho gạo. Tôi rất xúc động mà không biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết là có những lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm đến tôi. Hội Cựu Thanh niên Xung phong có hơn 1.300 hội viên, đa phần đều đã tuổi cao sức yếu. Thời gian qua, nhiều hoạt động chung sức chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho các cựu thanh niên xung phong được triển khai như hỗ trợ hội viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh, gia đình chính sách. Thông qua chương trình xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội giúp đỡ nhiều cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn về nhà ở và những vấn đề khác. Cùng với đó, các cấp hội tiếp tục chỉ đạo, phát động toàn thể hội viên tích cực tham gia chương trình thành phố Bốn An, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu niên. Những mạng muốn của hội là đấu nhà nước quan tâm hơn nữa về các cái chế độ đối với cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm kinh tế để cho hội viên sống được ngày nào người ta có quyền lợi được chút đỉnh để họ vui đấy và vào những cái khó khăn nhất định của cuộc sống hiện tại. Thời gian tới, Hội Cựu Thanh niên Xung phong các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ hội viên, nhất là những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để hội viên vươn lên, sống vui, sống khỏe lúc tuổi già, qua đó phát huy được phẩm chất của cựu thanh niên xung phong, tuổi trẻ song pha, tuổi già mẫu mực, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Thông tư này áp dụng cho các dịch vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước thanh toán theo yêu cầu và khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi do quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Theo dự thảo, các yếu tố hình thành giá bao gồm giá thành toàn bộ dịch vụ, tích lũy hoặc lợi nhuận nếu có và các nghĩa vụ tài chính. Hiện tại, giá dịch vụ y tế mới tính chi phí trực tiếp và tiền lương. Bộ Y tế cũng nêu rõ các cơ sở khám chữa bệnh phải niêm yết công khai danh mục và mức giá của các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu để người bệnh biết lựa chọn, đảm bảo các chuyên gia thầy thuốc giỏi của đơn vị dành một tỷ lệ thời gian nhất định tối thiểu 70% để khám bệnh chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, người không có thẻ bảo hiểm y tế nhưng không sử dụng dịch vụ theo yêu cầu và hỗ trợ tuyến dưới.